Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tới tập tiếp theo của Call of Duty Remastered, tức là Call of Duty phần 4 được làm lại đó nha các bạn. Thì mới sáng sớm thì nó cho mình một khẩu súng rất là ngon ha các bạn. Đó là một khẩu súng máy. Khẩu này là khẩu, nó tên gì mình quên này. Không thấy hiện tên ha. Rồi, thấy rồi, M249 sao. Đó. Đây là khẩu súng máy rất là tuyệt vời nha các bạn. Và khẩu M21. Đây, súng ngắm. Ủa mang bộ mình đi đâu ta? Á đù. Được, cái này bắn được. Tập này hình như là bắn rất là đã nha các bạn, bắn với nhau rất là nhiều ha. Oh shit. Rồi, ăn hành luôn. Chắc phải mang súng ngắm ra thôi các bạn ơi. Đây, súng ngắm đây. Oh. Hey. Chết này. Nó thấy được rồi. Nó chơi ném mù. Ow. Wow. Sao tụi nó pháo kích dữ vậy ta? Rồi, chạy theo bộ thôi các bạn ơi. Tập này bắn nhau rất là căng nha các bạn. Oh man, oh my god. Oh yeah. Tụi nó đi theo đàn đàn không à. Nó đi theo một hàng á các bạn, cho nên là mình bắn là dính chùm luôn. Thôi rồi xong rồi. Có ABG không? Mình lấy mình bắn máy bay coi. Rất tiếc là chúng ta không có súng tên lửa ha các bạn. Không có rốc súng chống tăng. Đây. Tao cho mày gớt nè. À. Rồi chết. Chỉ tại mình lo lấy khẩu RPG cho nên là bị tụi nó bắn. Ok. Kế hoạch sử dụng súng đa bác đã thất bại, cho nên là chúng ta thử lại thôi. Trời ơi. Nó trúng kìa. Hay. Đó, bắn trúng rồi đó. Chạy thôi. Lý do mình lượm cái này là do yêu cầu của một bạn nha. Súng này của chúng ta cũng sắp hết đạn rồi các bạn. Mình bị bao vây quá nhiều. Tụi nó quá đông. Oh my god, chỉ còn 100 viên thôi. Lần này phải kiếm súng của tụi nó lượm rồi. Chiếc cây này không thể nào căng nổi đâu. Mù nè. Ồ, cái đó lụ đạn khói mà. Xuống lụm súng thôi các bạn ơi. Đó. Ý.
mình mới thấy khẩu kia mà. Đây đây đây, đó, lấy cái này bắn với phê nè. Mấy em lên đây, anh cắn hết luôn. Rồi chiến thôi. Trời ơi nó chết kìa. Ok. À chúng ta phải sử dụng cái này phải không? Rồi hiểu. Nổ chết nè. Yeah. Cho mày một quả nè. Phải đổi súng thôi các bạn ơi. Wow, my god. Ở cái nào đây? Ở cái này đi. Còn gì nữa? Còn thuốc nổ nha. Đây. Đùng 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 đùng. Wow. Còn cái miệng bấm nữa. Mấy thằng bộ mình đâu rồi ta? Hay quá, bộ tôi tốt quá các bạn ơi. Nó coi như là nó chạy trước rồi. Mình ở lại mình làm gì thì mình làm đi. Bộ tôi nhanh quá. Kìa phải không? Phải men bộ không? Nói chứ đâu. Men. Để tôi lại trong cái nhà đó, muốn làm gì thì làm. Nó chạy trước. Rồi, chúng ta sẽ cố thủ trong cái trang trại này nha. Quá trễ. Ow. Tụi nó đông quá các bạn ơi. À chúng ta phải đi vô cái trang trại này lấy cái gì nè. Rồi chết luôn rồi. Các bạn phải để ý cái mục tiêu mà nó đặt ra cho mình ha. Để mình chạy tới chỗ đó. Rồi, nó kêu nó kêu mình làm gì ta? Nó kêu mình vào đây. Ok. Nó kêu mình vào đây lấy cái này. Lấy cái này bắn ai ta? Oh my god. Xe tăng nó tới kìa. Đó, bay lên trời. Chuẩn bị rớt xuống nè. Đúng. Wow. Xe tăng, xe tăng, xe tăng. Còn chiếc nữa. Bay lên. Yeah. Rớt xuống rồi. Đúng. Bành sát. Đây chiếc nữa nè. Very good. Đây là khẩu súng diệt tăng rất là độc đáo luôn. Rất là hiện đại ha. Quá đẹp các bạn ơi. Rớt xuống nè. Đung. Thì cái loại súng này nó tấn công vào phần nóc của xe tăng, phần yếu nhất. Đó bồ. Làm phát hồn. Rồi bắn số 7 để gọi máy bay phản lực hỗ trợ. Đó. Chắc nó lại nó thả bom quá. Hay quá. Wow. Thì ra là nó thả bom các bạn ơi.
Thả nhiêu đây chưa đủ đâu. Thả nữa. Đó. À tốt rồi đó mới chịu. Để bay đâu. Wow. Trời ơi. Wow. Nhìn đã mắt quá các bạn ơi. Chết tụi mày đi, chết đi. Bố mày càng hết. Chúng ta phải trụ trong vòng 3 phút 40 giây nữa. Oh man. Trời ơi, tên lửa là bay kìa. Cái đó bắn nó không được chính xác các bạn. Khẩu rocket hết đó. RPG á. Coi chúng nó còn xe tăng không nha. Rồi. Tạm thời thì mối nguy hiểm xe tăng đã hết rồi. Đổi sang lấy cây này đi. Bồ ơi, mày bắn kiểu gì vậy bồ? Oh my god. Oh. Trời, tụi nó bên đây đông quá. Đổi súng thôi mọi người ơi. Đó, chúng ta sẽ đi xuống đây. Nãy mình đi đường phía bên kia thì bị tụi nó bắn chết hoài luôn. Mấy con bồ mình đi quá chậm. Chắc may là những cái quả tên lửa nó bay rất là thiếu chính xác cho nên là chúng ta thoát được nhiều lần ha. Ây da. Thiếu chính xác hả? Rồi chết luôn. Oh my god. Cái nhiệm vụ gì vậy? Sao chết hoài? Ok. Mình sẽ gọi máy bay thả bom ở chỗ này. Nãy giờ chết nhiều lần lắm rồi đó. Trời ơi, bực mình lắm rồi. Đúng 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 đúng. Wow. Yeah. Tránh ra coi thằng bồ. Đi thôi anh em ơi. Sắp hết thời gian rồi. Sắp hết thời gian rồi kỹ 30 giây. Trời ơi. Sao mà kịp ta? Mà lên. 16 giây. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Yeah. Let's go. Hay quá các bạn ơi. Chỉ còn 10 giây là chúng ta sẽ thua. Liều mạng chạy nha các bạn. Mấy thằng bồ mình, các bạn cứ mặc kệ nó đi. Có cơ hội thì các bạn cứ việc chạy đi, tụi nó sẽ đi theo thôi. Tụi nó không có chết đâu. Nãy giờ mình cứ nái lại mình bắn tay đôi với tụi nó cho nên là chết rất là nhiều lần ha. Nhiệm vụ này là một trong những nhiệm vụ ưu tiên chạy luôn. Đó, cài hết băng đạn cho vui. Ok các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch của cái đội đặc nhiệm chuyên đánh ban đêm. Cái đội mà chuyên bí mật, làm công việc bí mật, đánh lén. Đó, thì chúng ta đang không biết đang lần mò ở đâu đây. Nhìn giống cái bãi rác quá ha các bạn. Nhưng mà súng này thì không được trang bị giảm thanh này, cho nên là có thể đây không phải là một cái nhiệm vụ bí mật gì đâu. Đúng không? Nếu như mà đòi hỏi sự bí mật thì phải có giảm thanh chứ. Ê, ông này súng ông này có giảm thanh nè. Chứ kỳ vậy.
Kỳ vậy ta, phân bố kỳ vậy. Nhiệm vụ này nhìn thấy lạ lạ các bạn, mình không có chút ký ức nào về cái nhiệm vụ này hết trơn. Tower nào đâu? Mày đắp này tao là tay bắn tỉa đỉnh nhất châu Phi nè con, từ châu Phi bay qua đây này. Mày đắp này. Ok, còn ai không? Đây bắn xuyên tường được không? Ơi kỳ quá, súng mình có mấy viên đạn à, chừng chục viên à. Oh. Area secure. Đổi súng đi. MP5 nè. Cũng được. Nhưng mà cây này thấy yếu lắm. All right, let's get this place sorted out. Change into the enemy uniforms and douse the fire. Oh. Rồi lấy cái này đi. Laptop nè. Tập hồi nãy mình lo chạy không à, cho nên là không biết có cái laptop nào không nữa. Ok. Cái gì vậy? Sao mau vậy? Ok, 2 giờ sau. 2 tiếng đồng hồ sau sẽ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Oh yeah. Bravo 6, this is Vulture 16. We're tracking an enemy convoy headed your way. I count 6 vehicles in the convoy, over. Chúng ta đang phục kích một cái đoàn xe của cái địch ha. Thằng dưới này là đây là một cái trận phục kích. Lính này là lính Nga hay gì nè, lính Liên Xô phải không? Coi như bồ mình là bản đồ của mấy thằng mà chết rồi các bạn, giả dạng để tụi nó không ngờ tới. Lính của chúng ta đang giả dạng. Stand by. Chuẩn bị nha. Ui. À bộ. Má bắn trúng bộ rồi. Rồi. Sắp mặt luôn. Đừng nói đây là cái nhiệm vụ cuối cùng nha. Hình như là chúng ta phải gượt heo giết thằng này hay gì nè các bạn. Ông này nè. Quá hoành tráng. Đây là nhiệm vụ cuối cùng à. Mình không nhớ. Được theo nó. Chó. Hết sung rồi. Đang sung mà gặp con chó phóng ra thấy buồn rồi đó. Thằng kia đứng lại. Oh, hình như là chúng ta không được bắn thằng đó hay sao. Rồi tay bắn tỉa xuất hiện. Oh my god, không được bắn thằng kia nha, bắn là thua. Quên. Ok, mình đang chơi lại, mình sẽ bọc sau lưng cho nó, bắn cho nó. Đó. Vậy mới đúng nè. Vậy mới đúng cái lộ trình của người ta. Chết mày đi. Hồi nãy mình chạy tới chiếc xe đó, cái nó phát nổ chết. Vô duyên. Quá vô duyên. À,
Hồi nãy mình bắn nhầm thằng kia nữa. Bắn nhầm cái thằng mà đang bỏ chạy các bạn, là cũng như thua luôn. Không biết bình luận như thế nào luôn. Hồi nãy ức chế vô cùng. Nếu như mình đoán không nhầm thì có lẽ đây là nhiệm vụ cuối nha các bạn. Mình tại mình cũng không có nhớ nhiều tới cái con đúng tì 4 này. Tại lâu dữ lắm mình không có chơi. Khúc chuyện đó mình quên hết. Ok, chúng ta phải chạy qua đây mới đúng nè. Ủa, đâu vậy? Bắn bãi xe luôn. Thấy ghét. Bộ ơi. Mấy thằng bộ ơi, sao tụi mày ngu quá vậy? Sau lưng mày không cover cho tao. Trên lầu. Ui. Yeah. Có trực thăng hỗ trợ kìa. Wow. Sáu nòng đó nha các bạn. Trực thăng này là chơi sáu nòng không à. Hay lắm. Nào đây. Ơi. Thằng chùm ở trên lầu. Chút xíu bắn chết nó rồi đó. Bắn chết là thua đó. Lên đi bộ. Wow. Súng này đứng gần bắn khá là đã ha các bạn. Ý nó chạy kìa. Đây đây, lên lầu. Ô. Oh. Đâu bắn vậy? Yeah. Chúng ta được sự hỗ trợ của chiếc trực thăng hiện đại. Rồi tiến lên thôi. Hồi nãy ở đây có thằng nào bắn mình chết vậy ta? Ở đây thì đường đi khá là gắt gối ha các bạn. Rất là dễ bị lạc. Nếu bị tụi nó bắn lén nữa. Nãy giờ chết nhiều lắm rồi. Yeah, chết bà mày rồi con. Bố bắt được mày rồi nha. Giơ chân lên, lộn giơ tay lên. Thấy bà không? Tụi nó tự, thằng này nó tự sát rồi. Nó tự tử rồi. Tự tử khi tao xử mày luôn. Thằng này nó là ai vậy ta? Tại sao nó lại tự sát mà nó không cho mình bắt? Trực thăng của bồ kìa. Chắc nó nắm một cái thông tin gì đó rất là bí mật. Cho nên là thà chết chứ không khai.